Hello, xin chào tất cả quý anh chị đang đến với các video của Zanga Coffee. Hôm nay Zanga Coffee sẽ chia sẻ cho anh chị chúng ta một cái câu chuyện, đó là chúng ta lựa chọn dòng máy cà phê nào cho cái quán của chúng ta. Thì thông thường chúng ta mở một quán cà phê, chúng ta rất là phân vân, không biết mình nên lựa chọn dòng máy nào cho quán của mình và cái dòng máy nào sẽ phù hợp với quán của chúng ta và chất lượng chiết xuất cà phê của các dòng máy thì như thế nào. Ngày hôm nay Zanga sẽ review cũng như là chia sẻ cho tất cả các anh chị chúng ta một cái kinh nghiệm cũng là một cái bí quyết để chúng ta lựa chọn những chiếc máy pha cà phê cho quán của chúng ta một cách hợp lý. Và bây giờ trong cái quầy này sẽ có từ dòng máy 2 rúc tới 1 rúc và những dòng máy nhỏ để anh chị chúng ta có thể tham khảo và chúng ta xem đâu là cái dòng máy sẽ mang đến cho chúng ta những cái trải nghiệm và nó phù hợp với quán của chúng ta anh chị nhé. Và đây là dòng máy 2 rúc Fema. Dòng máy này thì rất là tuyệt vời rồi, nó là nồi đồng của đá anh chị. Đây là BFC. BFC thì có rất nhiều dòng, nhưng mà hôm nay tôi sẽ tiền đây và review cho anh chị chúng ta con BFC Eva. Và đây là con Estonia, đây là dòng thuộc dòng cao cấp Estonia. Đây, với những cái con máy này thì chiết xuất cà phê rất là chuẩn, đặc biệt là con này anh chị, nó rất là to và hầm ố và BFC. Còn Fema cũng vậy, thì nó là dòng chiết xuất cà phê cũng tương đối anh chị nhé. Đó là những, đây là những cái dòng máy một rúc, 2 rúc và 2 rúc. Với con này mà máy mới thì 68 triệu anh chị. 68. Con này mới thì 80. Con này là 165 triệu anh chị. Đây là những cái dòng máy. Và tôi cho anh chị xem cái hai cái dòng nhỏ hơn một chút nữa nhé. Còn với những dòng, những quán cà phê nhỏ thì chúng ta cũng có những cái dòng, cái dòng Oka này. Đây là dòng cho quán vừa và nhỏ anh chị. Thì dòng này thì volume của nó chỉ có 2 lít thôi, nhưng mà chất lượng chiết xuất cà phê thì cũng rất là ổn. Ngoài ra thì chúng tôi còn có dòng Lelit và dòng Preview 870. Thì Lelit thì hiện tại là đang hết hàng anh chị, nên tôi không thể review cho anh chị ở đây. Nhưng mà với con Lelit thì tôi đã review cho anh chị rất là nhiều cái video rồi. Lelit là một dòng máy pha cà phê rất là tuyệt vời, có thể nói là như vậy. Với những quán cà phê vừa và nhỏ thì Lelit và thêm con HC Pro này nữa thì rất là tuyệt vời chị nhé. Dùng rất là bền mà chiết xuất cà phê cũng rất là ngon. Còn quay trở lại là chúng ta nên là lựa chọn cho mình, cho quán của chúng ta cái máy như thế nào cho nó hợp lý và chất lượng cà phê ngon, thì nó tùy thuộc vào cái mức độ và cái nhu cầu của anh chị. Nhưng mà theo quan điểm của chúng tôi thì nếu như quán lớn bán khoảng dưới 30 ly thì chúng ta nên dùng những cái dòng này và dòng Lelit anh chị. Dùng Lelit là chuẩn nhất. Dòng này thì nó trung trung thôi, Lelit là chuẩn nhất. Còn trên 30 ly thì chúng ta có thể dùng con này, hay là chúng ta có thể dùng con này. Thì thông thường chúng tôi là nếu như nhỏ thì chúng ta nên dùng Lelit hoặc là Preview 870. Còn hơn một chút nữa thì chúng ta nên dùng những cái dòng một chút Casadio hay là BFC. Thì dòng trên một bộ combo của nó thì trên khoảng là trên 40 triệu. Thì chất lượng cà phê rất là ngon và cái độ bền của chiếc máy rất là tốt. Bởi vì cái value của những dòng máy này là nó tới 5-6 lít, nên nó tiền cho chúng ta đánh cappuccino hay là máy món latte vân vân, thì làm rất là tốt và chiết xuất cà phê rất là ngon, rất là chuẩn. Đặc biệt là con BFC anh chị nhé, con là chuẩn BFC và HC Pro thì tầm khoảng là 80 triệu anh chị. Chương trình khuyến mãi của chúng tôi là khoảng 80. Còn HC và Casadio cũng rất là tốt,
Còn những quán mà trên 50 ly thì chúng ta nên dùng con 2 group anh chị. Rất là tuyệt vời. Thứ nhất là chúng ta nhìn vào chiếc máy nó hoành tráng. Thứ hai là không phải chúng ta cứ nghĩ rằng quán của chúng ta là tầm 50 ly đâu, mà có thể là lên 70 ly hoặc 100 ly. Và khi cái máy của chúng ta chiết xuất cà phê ngon thì cái lượng khách hàng của chúng ta cũng nhiều hơn. Và chúng ta phải tính là chiếc máy của chúng ta dùng 5 đến 7 năm đến 10 năm, chứ không phải dùng được 3 hoặc 4 năm là chúng ta vứt chiếc máy chị. Cho nên theo cái lời khuyên của chúng tôi là như vậy. Thì thông thường những chiếc máy mà to như thế này thì cái chi phí bảo dưỡng của nó rất là nhẹ nhàng chị nhé, rất là nhẹ nhàng. Những chiếc máy này thì rất là tuyệt vời và chi phí bảo dưỡng của nó rất là nhẹ anh chị. Chiết xuất cà phê của nó thì tuyệt vời luôn anh chị. Thứ nhất, nó chiết xuất cà phê cho chúng ta là có là đồ đầm, đồ sánh, đồ béo, đồ thơm và cái lớp men ở phía trên, lớp caramel ở phía trên là rất là dài và cái hầu của nó rất là chuẩn. Cho nên những cái dòng máy này thì rất là tuyệt vời anh chị. Còn quán vừa vừa thì chúng ta nên dùng con này, con Lelit. Lelit cũng rất là chuẩn. Lelit chiết xuất cà phê nó còn ngon hơn chiếc máy này anh chị nhé. Khá là chuẩn luôn. Nó đầm, nó sánh. Nhưng mà nó đặc điểm của con Lelit và bật review thì nó là trực tiếp. Cho nên nó chiết xuất cà phê vừa phải anh chị nhé, dưới 30 ly. Còn liên tục thì cái tuổi thọ của chiếc máy nó sẽ giảm anh chị. Còn máy xay thì hiện tại tôi chỉ đang còn có Hase Pro này. Hoặc là nếu như mà chúng ta muốn tự động thì chúng ta dùng là F64E hoặc là Nova MD Max anh chị thì rất là tuyệt. Còn đây là cái con máy là máy dùng cho công sở anh chị nhé, văn phòng và công sở thôi. Còn ở quán thì chúng ta không nên dùng những cái dòng này, bởi vì nó rất là nhanh hỏng và cái chi phí để chúng ta bảo dưỡng chiếc máy cũng rất là tốn kém. Cho nên tôi khuyên anh chị là nếu là quán thì chúng ta không nên dùng dòng này anh chị. Đó là những cái điều mà chúng tôi muốn giới thiệu đến cho quý vị và các anh chị chúng ta. Khi chúng ta lựa chọn được một cái máy pha cà phê thì chúng ta phải biết rằng là chúng ta phục vụ bao nhiêu khách quán của chúng ta và chúng ta đầu tư quán đó lâu dài hay là đầu tư ngắn hạn hay là dài hạn. Thứ ba là chúng ta muốn chiếc máy của chúng ta thiên về cà phê máy hay là chúng ta chỉ bỏ một chiếc máy và là cho có phong trào thôi. Thì với những cái lựa chọn và những cái tiêu chí chúng ta phải đặt ra để chúng ta mua một chiếc máy. Còn chúng ta mà có điều kiện mà chúng ta muốn đầu tư chuyên nghiệp thì những chiếc máy này rất là tuyệt vời anh chị. Còn một group BC hoặc Casario và hoặc là Nova Simonelli hoặc là còn hai group thì Fema Casario hoặc là BC. BC thì dòng hai group thì rất là tuyệt vời anh chị nhé, tuyệt vời. Thì đó là những cái thông tin mà chúng tôi muốn được chia sẻ cho anh chị. Chúng ta phải xác định chúng ta nên mua dòng nào và phù hợp với cái yêu cầu của chúng ta. Thứ hai nữa là gì? Cái chất lượng cà phê nó rất là quan trọng anh chị. Chiếc máy chuẩn thì cái ly espresso của chúng ta nó rất là ngon và rất là tuyệt vời. Đó là những chia sẻ của chúng tôi và chúng tôi sẽ review cho anh chị chúng ta nhiều chiếc máy hơn nữa để chúng ta có thể là tham khảo và chia sẻ những cái máy của mình cho rất nhiều người có thể là tham khảo và cái tính năng cũng như độ bền của chiếc máy anh chị. Những chiếc máy này độ bền của nó thì rất là cao, 5-7 năm anh chị nhé, 10 năm cũng có thể nếu như mà được bảo dưỡng thường xuyên. Với những chiếc máy mà Zenka đang phân phối thì đa số dùng 5 năm rồi nhưng mà rất là mới và chưa có vấn đề gì xảy ra anh chị. Dùng đúng cái cam kết của Zenka là thứ nhất là chất lượng cà phê, nguồn cà phê, thứ hai là bảo dưỡng định kỳ thường xuyên thì chiếc máy rất là chuẩn. Đó là những cái lý do mà chúng tôi muốn giới thiệu trong video này. Xin cảm ơn tất cả các anh chị và anh chị chúng ta đừng quên ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Zenka với nhé. Xin cảm ơn rất là nhiều.